Cả nhà nha, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm những cái thông tin nhận định phân tích cũng như là thi đấu trận đấu giữa West Ham United gặp Chelsea trong khuôn khổ là vòng 23 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 phút tối đêm nay ngày 11 tháng 2 năm 2023 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh K+Sport 1. Quý vị và các bạn có thể vào kênh K+Sport 1 là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa West Ham gặp Chelsea như quý vị. Và bây giờ là những cái nhận định phân tích cũng như là tỷ lệ trước cái trận đấu giữa West Ham và Chelsea như sau. West Ham đang chơi với ở nhóm cái phía cuối bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh khi đứng thứ 17 với 19 điểm, hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm mà thôi. Thế nhưng chính tình cái trạng thái này lại là động lực để mà West Ham có thể là quyết tâm cao để mà giành điểm trong vào tối đêm nay. Bởi về cơ bản họ vẫn là đội bóng được kỳ vọng hơn so với lại là những cái đội bóng mà nhóm xuống hạng trong cái mùa giải năm 2023 này. Việc bung sức tại cúp C3 mùa này ít nhiều khiến thầy trò của huấn luyện viên David Moyes gặp rất là nhiều xáo trộn, nhưng sau những cái khó khăn là sự khởi sắc, đội bóng này chỉ thua 1/6 trận đấu gần nhất, họ có 2 trận hòa và 3 trận thắng. Đồng thời mang về 4/5 kèo thắng châu Á gần nhất. Ở chiều ngược lại thì Chelsea vẫn đang trong cái quá trình thay đổi và gặp rất là nhiều khó khăn trong cái thời gian vừa qua. Họ bất bại ở 3 trận vừa qua, mang về 2/3 kèo thắng châu Á. Nhưng về cơ bản là cái trạng thái vẫn thiếu an toàn khi thua tới 12/14 kèo châu Á như quý vị. Ở cái trận đấu này thì Chelsea phải làm khách với tỷ lệ kèo nhà cái đánh giá họ là cái cửa trên, đó là điều không hề dễ chịu chút nào để có thể vượt qua trong cái bối cảnh là West Ham đang còn thi đấu rất là tốt và đảm bảo thắng kèo trong cái tích cực vừa qua. Đừng quên lần gần nhất chạm trán tại London thì đội bóng chủ nhà đã thắng ấn tượng với tỷ số là 3-2. Đây là một cái chỗ dựa tinh thần để mà West Ham có thể là thắng trận tối đêm nay nha quý vị. Và Thai TV dự đoán là cái trận đấu này có thể sẽ có một cái kết quả hòa giữa West Ham và Chelsea với tỷ số là 1-1. Còn quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nha. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe thông tin hay bổ ích thì hãy tặng cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke thì nhớ đăng ký kênh, thì Thai TV sẽ bán giá vốn cho tất cả quý vị nào mà fan của Thai TV chia sẻ video và đăng ký kênh thì Thai TV sẽ bán giá vốn. Quý vị và các bạn chỉ cần là chịu cái phí ship thôi nha. Phí ship bao nhiêu á thì sẽ báo cho tất cả quý vị và các bạn, tùy xa gần thì là chúng ta sẽ mua được hàng loa kéo với lại là giá cả là gọi là giá vốn đấy quý vị. Ngày hôm qua thì Thai TV cũng có lục ở trong tủ ra có 2 cái chiếc điện thoại này. Đây. Đó. Quý vị và các bạn cần cái nào thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 nha. Cái điện thoại này thì 2 SIM 2 sóng nghe gọi chọi Nokia chính hãng, đâu đó đàng hoàng. Thì cái này á thì thanh lý lại với giá là 249.000. Còn cái này á thì là 195.000. Đó, một SIM một sóng nghe gọi to rõ ràng ràng và chọi được luôn nha. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Xin chào.